mọi người hay bị đi ngoài tiêu chảy, lạnh bụng hoặc là lạnh tay chân. Có một cái vị thuốc mà dùng ấy, mọi người có thể sắc uống hoặc là có thể ngâm chân, nó trị cái này quá là hay và hiệu quả. Và vị thuốc này cực kỳ nổi tiếng trong đông y, đó là cái cây quế. Và bộ phận dùng cái cây quế này có thể dùng rất nhiều bộ phận trên cây quế, nhưng mà với những bệnh đó mình có thể dùng cái nhục quế, tức là cái vỏ của thân cây này. Đấy, thì quế nó có vị cay nóng. Tác dụng của nó trong đông y ấy, là nó giúp dẫn hỏa quy nguyên. Đấy, nó rất là tốt cho kinh thận. Do đó thì mọi người có thể sử dụng những bài thuốc mà điều trị bệnh, ví dụ như là thận dương hư này, lạnh tay chân này, hay là đi ngoài tiêu chảy do lạnh bụng chẳng hạn, thì mọi người có thể dùng là 15-20g quế mỗi ngày. Sau đó là mọi người sắc với nước uống cho khoảng 300-400ml nước thôi, đun sôi lên khoảng 5-7 phút là lấy ra uống hàng ngày được rồi. Và nếu bài thuốc thứ hai ấy, là mọi người không uống mà lười uống chẳng hạn, thì có thể lấy vỏ quế này kết hợp với củ gừng ấy. Đấy, cho mọi người củ gừng thì thái lát ra, lấy ít thôi, không cần nhiều đâu. Thì củ gừng tươi cũng được mà phơi khô cũng được. Mọi người đun sôi với nước lên, sau đó là mọi người đun sôi khoảng 10 phút, khoảng 2 lít nước. Mọi người có thể cho chân của mình xuống ngâm, mỗi ngày làm từ 15-20 phút trước khi đi ngủ. Nó sẽ rất là hiệu quả này, cải thiện cho mình chứng lạnh tay chân, thậm chí là bị hôi chân, hay những người đeo giày hôi chân ấy, thì có thể chữa bài này rất là hay. Và rất nhiều người em đã chỉ và sử dụng nó rất là hiệu quả rồi. Và em là bác sĩ Phương, bác sĩ học cổ truyền, và rất là mong muốn mọi người có nhu cầu về tư vấn bài thuốc, tư vấn bệnh, hay kể cả con muốn lấy thuốc đông y thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Trong hồ sơ em có cái số đấy, và mong mọi người sẽ chia sẻ theo dõi cho kênh. Em xin cảm ơn rất là nhiều.